nghệ nhân Thành Giao đột ngột qua đời, hàng loạt nghệ sĩ Việt cùng chia sẻ tin buồn và bùi ngùi thương xót. Nam nghệ nhân bị xuất huyết, hôn mê, sau đó qua đời hưởng dương 47 tuổi. Anh để lại người mẹ bị tai biến và cô em gái. Thành Giao là ông chủ tiệm dịch nổi tiếng đất Cần Thơ. Đã từ lâu, các du khách có dịp tham quan xứ gạo trắng nước trong Cần Thơ, đặc biệt là giới nghệ sĩ qua đây lưu diễn, đều không thể quên ghé quán dịch nấu chao của nghệ nhân ẩm thực Thành Giao. Nam nghệ nhân có dốc dáng mảnh mai, nụ cười đôn hậu, thường được các nghệ sĩ quen gọi là chị, là chế, một cách trìu mến và thân thuộc. Vì sao nghệ nhân ẩm thực này lại gắn bó với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến thế? Bởi tài nấu nướng của anh đã khiến nhiều nghệ sĩ nức lòng. Anh còn thường xuyên chiều lòng nghệ sĩ, nấu những món ăn ngon cho họ thưởng thức. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc động chia sẻ: "Dậy đi má, ngồi dậy nấu canh chua cá lóc đồng cho tôi. Coi mấy đứa nhỏ ra đồ ăn cho khách chưa kìa. Mai gửi bánh bò nước cốt dừa lên nha." "Sới ca thích gì nè? Tủ lạnh còn nhiều đồ ăn của Giao gửi lên lắm. Thôi cho anh gửi tiền đi mà." "Không, anh ăn là em vui rồi. Gửi mấy cái đĩa xuống cho em là ok. Vậy nha, sới ca của lòng em." "Ok qua hậu, cảm ơn qua hậu." Những câu thoại đối đáp với Thành Giao, nay Đàm Vĩnh Hưng tự đối đáp với chính mình, như muốn nhắc nhở những sự chăm sóc ân cần yêu thương mà Thành Giao dành cho nghệ sĩ. Nghệ nhân Thành Giao từng đoạt nhiều giải thưởng về ẩm thực, trong đó có bằng kỷ lục xác lập giá trị top Việt Nam dịch thủ chao thành phố Cần Thơ, nằm trong top 100 món ăn đặc sản tiêu biểu của Việt Nam theo tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam. Năm 2012, vua đầu bếp Mạnh Tinh Gen nổi tiếng thế giới với chuỗi chương trình Gian Khang Cook phát sóng trên nhiều nước đã chọn món vịt nấu chao của quán ăn này là món đặc sản miền Tây trên sóng truyền hình HTV Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái, Thành Giao đón nhận danh hiệu top 10 thương hiệu mạnh tiêu biểu năm 2018. Theo các thực khách, món vịt nấu chao của Thành Giao được chế biến theo bí quyết riêng: nước lèo sền sệt béo béo mà không đậm mỡ, thịt vịt mềm, mùi vị thơm ngon. Quán còn có không gian thoáng đãng, gần gũi, dân dã. Các ngôi sao Hoài Linh, Trấn Thành, vợ chồng Thu Trang, Tiến Lục, Dương Triệu Vũ, Diệp Trinh, Sơn Tùng, MTP, cặp đôi Đông Nhi, ông Cao Thắng đều từng ghé qua quán của Thành Giao. Không chỉ có món ruột là vịt nấu chao, những món ăn nổi tiếng khác của Thành Giao còn khiến nhiều người nhớ tới, như bánh ú đặc sản Cần Thơ, bánh tét lá cọng trứng muối, bánh giò, dưa muối, hủ kiệu, chân gà ngâm xào tắc, ớt đồng chiên nước mắm, ốc bươu nướng tiêu, và còn nhiều món ăn khác làm các nghệ sĩ, thực khách không chỉ tấm tắc khen ngon, không chỉ tấm tắc khi thưởng thức mà còn muốn mang về làm quà. Ngoài tài nấu nướng, Thành Giao là cái tên khá quen thuộc với showbiz còn vì tấm lòng nhân hậu, thích làm việc từ thiện. Anh còn rất ân cần với các nghệ sĩ. Danh hài Thúy Nga cho hay, Thành Giao coi cô như em gái, thậm chí khi cô có bầu cũng bay qua Mỹ chăm sóc cho cô. Đến viếng anh và tiễn biệt anh trong đêm cuối, Thúy Nga viết trên trang cá nhân: "Hôm nay là đêm cuối anh em giới showbiz và bạn bè tập trung về Cần Thơ tiễn biệt Thành Giao trở về với cát bụi Vĩnh Hằng. Mọi người đến viếng Giao đông lắm, hoa tràn ngập khắp từ đầu ngõ đến trong vườn nhà. Thành Giao chắc sẽ vui lắm. Vì Giao sống chân tình, đầy sự yêu thương, nên chúng tôi ai cũng về với Giao, tiễn biệt Giao đêm cuối." Các phượng xúc động khi lên tâm sự và hát tặng Thành Giao trong đêm cuối. "Xuống thắp hương cho bạn, đập vào mắt tôi là tấm hình Thành Giao chụp chung với anh Vũ.
nước mắt tôi chảy dài, đời sao vô thường quá. Xin cúi đầu tiễn biệt anh, một nghệ nhân khéo tay, có tài nấu nướng, có tấm lòng từ thiện bác ái bao la, có tình yêu thương các nghệ sĩ vô bờ bến. Chúc anh yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
mong muốn là các cận chế mong sau nếu cái xong em có cho nó có như gặp cận chế em vẫn muốn được thành em phải cố gắng cho mình.